Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc SUV và đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của nước Đức, hãng xe sang luôn đấy ạ. Đó chính là chiếc xe Mercedes GLK 220 ạ. Ở phiên bản Mercedes GLK thì nó cũng có rất nhiều phiên bản, nhưng phiên bản hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn đó chính là chiếc xe Mercedes GLK máy dầu CDI đấy ạ, 4Matic. Chiếc xe được sản xuất năm 2013, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 10 vạn km rồi. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe này ạ.
Thank you.